Xin chào tất cả các bạn. Đây là lần đầu tiên của Đại Việt Nam, chương trình hết sức độc đáo, thú vị và vô cùng đặc biệt dành cho những thí sinh đăng ký. Đó chính là chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 9 giờ mỗi tối thứ hàng tuần. Và với một chương trình vô cùng đặc biệt như vậy thì đằng sau hậu trường sẽ có những hình ảnh vui nhộn thú vị mà mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá. Mọi người đang tập rất là hăng say thì hãy cùng hai chân mình vào bên trong hậu trường để cùng tìm hiểu và giao lưu với các thí sinh để xem cảm xúc và quá trình luyện tập của các bạn như thế nào. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu một chút đôi nét về bản thân mình cho khán giả được biết không ạ? Mình là Thủy Tiên, mình đến từ Hà Nội ạ. Mình tên là Minh Trang, năm nay mình 20 tuổi. Mục đích của mình là đến với chương trình này để giảm cân. Đến công ty một cách là việc tình cờ thôi. Cảm thấy rất là khó khăn ạ. Mình cảm thấy rất là xuống, không biết lo lắng. Bản thân mình đi lại đã khó rồi, nhưng mà khi mà mình vung tay vung chân này mình tự thấy rất là mệt. Lo lắng là vì mình đã lập gia đình rồi. Ngày sẽ giảm 1 lạng, một tuần đấy sẽ giảm được 7 lạng. Chính là ổn. Rất may là bố mẹ và gia đình chồng con đều ủng hộ mình. Khi giảm cân được rồi sẽ xinh đẹp hơn, sẽ cưa được nhiều trai hơn. Cho em trả lại con heo, trả lại cho em trả lại con trâu, giờ mặc như heo. Chào anh, đến với chương trình này không biết là anh có cảm xúc như thế nào về các thí sinh cũng như là chương trình đặc biệt vô cùng đặc biệt này? Thực sự ra thì cái cảm giác lần đầu tiên là MC mà lo, tức là cũng là MC nhiều lần rồi, nhưng mà đây là một chương trình gọi là rất là phân nì, rất là vui, rất là một màu sắc khác biệt tất cả những chương trình, bởi vì đây là chương trình đầu tiên dành cho những người nặng ký mà yêu thích về nhảy. Và dĩ nhiên sau khi tham gia chương trình này thì các bạn sẽ thấy rõ ràng một sự thay đổi, tức là những người tham gia, những thí sinh sẽ được giảm cân một cách an toàn, hiệu quả và thông minh, rất là khoa học. Ở đây Đinh Ngọc Diệp sẽ là MC chung với Trường Giang, và hai anh em sẽ là theo sát thí sinh, và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ theo sát và ủng hộ. Đinh Ngọc Diệp rất là thấy chương trình có ý nghĩa và là một cái sự nỗ lực vươn lên. Thậm chí bản thân Ngọc Diệp và anh Trường Giang cũng không có biết chạy múa gì hết, nhưng mà nhìn thấy các bạn thí sinh phấn đấu vượt qua chính mình thì đây là một bài học lớn. Ngọc Diệp tin chắc rằng tất cả quý vị khán giả mà ngồi ở nhà xem sẽ cảm thấy vô cùng thực tế, vô cùng hào hứng trước từng vòng thi. Vừa mình mới vào make up xong thì đang đợi chuẩn bị chương trình chạy, và mình đang rất là hồi hộp. Mình rất muốn hôm nay là cháy thật là hết mình, và sẽ chắc chắn là có một tiết mục là rất là bùng nổ và quyết liệt luôn. Lần này một lần nữa sau khi có một em bé nữa thì chị cũng muốn là mình có một cái cơ thể gọn gàng, săn chắc hơn, và chị đã nghĩ đến trường là mình sẽ đi tập luyện trở lại. Trong lúc là đang suy nghĩ coi là mình sẽ bắt đầu như thế nào thì được chương trình mời, thế là chị ông đồng ý luôn. Khi bắt được biết bản thân của mình là một người rất là nổi tiếng, diễn viên chị Ốc Minh Vân, thì mình thực sự rất cảm thấy rất là vinh hạnh và rất là vui khi được đồng hành cùng với anh Khoa, là một bạn dạy cũng rất là thông minh và chịu khó. Được bắt cặp chân với một bậc như thế thì mình có thể phát huy được những khả năng nhảy múa của mình cũng với diễn xuất của mình trên sân khấu. Tất nhiên là chặng đường này chị cũng không biết là chị Ốc và Khoa có thể đi được đến đâu, nhưng mà chị sẽ cố gắng để có thể đem đến những tiết mục hay hơn cho quý vị khán giả trong chương trình này. Có một thời gian đường dài như thế thì tụi mình sẽ cố gắng thích nghi với nó, rồi sẽ bớt khó khăn nhiều hơn. Đồng thời cũng sẽ là một người bạn đồng hành, cố vũ tinh thần để cho bạn anh Khoa sẽ giảm cân thành công. Thì lần đầu tiên anh được tiếp xúc với chị Minh Nguyệt, thí sinh có thể nói là lớn tuổi nhất cuộc thi này, thì lời đầu tiên Thành nhận xét, Thành cảm thấy rất may mắn khi Thành được đồng hành với chị Minh Nguyệt. Ở chỗ là ngoài cái khả năng của chị thì chị là một người có một cái sự cầu toàn, cái sự cố gắng vào từng ngày, và đặc biệt là trong cái việc là thay đổi cái bề ngoài để mà
thứ nhất là cho người chồng của mình, thứ hai là cho gia đình của mình, và thứ ba là trong những cái công việc, những cái cuộc sống của chị được một cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Thì Thành mong rằng Thành sẽ là một người bạn đồng hành trong cuộc thi này và cố gắng để giúp cho chị nỗ lực hết khả năng của mình. Cái khó khăn ở đây là giống như là hai chị em mới có thời gian ngắn để mà hiểu nhau, nên là chưa biết là cái thế mạnh của chị là như thế nào. Nên mong rằng cái tuần đầu tiên hai chị em sẽ lột tả hết cái bài nhảy để anh có thể hiểu được cái khả năng của chị, để mà cùng cố gắng và đi đến hết chặng đường của cuộc thi Bước Nhảy Ngàn Cân. Trong 10 ngày vừa rồi, anh thấy tất cả mỗi người, 12 thí sinh luôn, đang cố gắng rất là nhiều. Một số bạn cũng có tập nhảy rồi, xong một số bạn chưa bao giờ tập nhảy. Nhưng mà trong mấy cái bài mình sẽ thấy trong cái tập đầu tiên, anh nghĩ là khán giả sẽ rất là bất ngờ với cái khả năng của thí sinh. Ai cũng làm tốt, ai cũng cố gắng. Em theo được biết đây là chương trình đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, thì không biết anh có suy nghĩ gì về chương trình này không? Theo Hưng thì là một chương trình rất là vừa vui, thú vị và nó nhân văn. Nó không có cho người ta, nhất là những người bị béo phì đó, mà không bị thấy lạc lõng, bỏ rơi, mà có một cái sân chơi riêng cho họ, để họ được trân trọng và có cái sức phấn đấu rất rõ ràng từ sân chơi này. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa, theo Hưng là sẽ thắng lợi, sẽ thành công. Đứng trên cương vị là ban giám khảo thì anh không biết anh có ý nghĩ gì về các thí sinh? Trước tiên là Hưng phải thấy là họ rất là can đảm, họ thẳng thắn và đối diện bản thân mình, và họ sống rất là thật với những gì đang có đối trước mặt họ. Và Hưng nghĩ đó là một sự mạnh dạn, một sự can đảm rất là đáng khích lệ. Có những giọt nước mắt, có những nụ cười, có những cái động tác rất khôi hài, thậm chí nó có thể làm cho người ta cười, vui, nhưng động lại rất nhiều những suy nghĩ ở trong tất cả những người xem, những người làm chương trình. Tôi nghĩ rằng là mỗi một thí sinh sẽ là một câu chuyện, một điểm nhấn rất là đáng, rất là ý nghĩa để cho giám khảo có những cái chất xúc tác có thể nói lên được sự phấn đấu cũng như là ý nghĩa cuộc chơi này. Cũng như mọi người đã thấy thì sự chuẩn bị và tập luyện vô cùng khó khăn của các thí sinh, thì hãy cùng mình chờ đón xem những phần biểu diễn đầu tiên của 12 thí sinh sẽ như thế nào nha. Chắc chắn là nó sẽ vô cùng đặc biệt và thú vị. Hãy đón xem chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân được phát sóng trên VTV3 vào tối Chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại. Bước Nhảy Ngàn Cân.